Tu như Thích Minh Tuệ thì được lợi ích gì? Tôi nói với ba tôi, nếu ba mẹ còn khỏe, tự lo được cho bản thân, chắc con sẽ đi theo thầy Minh Tuệ một thời gian. Có lẽ con sẽ xin không đắp y, không xuống tóc mà chỉ xin gia nhập vào đoàn như một người dân thường chuộng, đạo muốn cùng đồng hành. Tôi cũng nói với vợ tôi như vậy. Chúng tôi đều thích cuộc sống có nhiều trải nghiệm, muốn được tự mình tham gia vào những sự kiện có nhiều chiều suy nghĩ. Nên vợ tôi cũng hăm hở hệt như tôi. Nhưng chúng tôi còn cha mẹ già hai bên phải chăm sóc hàng ngày và tụi nhỏ đang còn ở cái tuổi chưa thể xa ba mẹ một thời gian dài. Chứ một cuộc sống tự do như thầy Minh Tuệ, trời ơi! Tôi nghĩ đó là ao ước của rất nhiều người. Tất nhiên là trừ những đoạn khổ hạnh đến mức cực đoan. Và theo cá nhân tôi, nó không còn phù hợp với đời sống tôn giáo hiện tại nữa. Như ít nhất 15 ngày mới được tắm, như đã nói ở trên, cộng với đi chân trần, đầu trần, ngủ ngồi. Không được tắm rửa thường xuyên, cơ thể sẽ ngứa ngáy khó chịu. Đầu trần đi dưới nắng dễ bị ung thư da, sinh nhiều bệnh. Chân trần dễ đạp phải mảnh xanh, mảnh chai, chẳng may bị uốn ván thì rồi đời. Thân không còn thì chẳng còn cơ hội tu học gì nữa. Ngủ ngồi cũng không cần thiết, vì cơ thể không được nghỉ ngơi đúng và đủ sẽ dễ sinh bệnh tật cả tâm trí và cơ thể. Thầy Minh Tuệ cũng thừa nhận từ khi thực hành 13 hạnh đầu đà thì bệnh tật kéo đến rất nhiều. Là do cách sinh hoạt thiếu thốn khổ hạnh mà ra chứ đâu. Nhưng với thầy thì đó lại là những phép thử thách chí nguyện tu hành. Tôi thì cho rằng nên để tâm trí rỗng rang mà quan sát những vấn đề lớn hơn của bản thân và xã hội thì có lợi lạc hơn là vượt qua những nỗi khổ thế xác không cần thiết đó. Ngoài sự khác nhau đó ra, tất cả những điều cấm còn lại tôi cho rằng nhiều người đều có thể thực hiện được. Nó cũng không khác lắm với kỹ năng sinh tồn nơi hoang dã, lại còn an toàn hơn rất nhiều. Tự do như một linh hồn mà nhẹ nhõm vô cùng. Sư Minh Tuệ không có nhà cửa để phải lo trả tiền nợ ngân hàng hay sửa sang nó hàng năm khi mùa mưa bão ngập lụt tới. Không có công việc chuyên môn nào để phải chạy deadline đến đau dạ dày và thiếu ngủ phờ phạc. Không có con cái mè nheo hay ẩm ương để lo đứng lo ngồi sợ nó chậm lớn hay chơi với bạn hư. Thậm chí, ông không còn có cả cha mẹ để chăm sóc, phụng dưỡng khi tuổi già. Trong nhiều video, Thích Minh Tuệ nói rằng từ khi xuất gia là ông đã bỏ cha mẹ, không về thăm. Và vì giới hạn của ông là không dùng điện thoại, nên dù cha mẹ có gọi điện thoại, ông cũng không nhận. Ngay cả cái ăn, cái điều khiến gần như tất cả mọi người trên thế giới này đều phải quần quật đánh đổi bằng sức lao động. Thậm chí bán từng mẩu não để đổi lấy. Ông cũng không phải lo nốt. Luôn có người cho ông bữa ăn, nước uống và một số thứ cần thiết hàng ngày. Áo quần thì nhặt vải người ta bỏ đi, lọc sạch, may tay lại. Chỉ tốn thời gian, kim chỉ kéo cũng được cúng dường, nhưng lại được thực hành một thú vui sáng tạo và sang trọng. Vì thời buổi này, áo quần may sẵn vừa nhiều vừa rẻ, nhưng thời gian thì đắt. Ngoài các nhà thời trang, chẳng mấy ai có thời gian hay khả năng tự tay thiết kế và may y phục cho mình. Hoạt động may khâu đều đều của các ngón tay lại khiến cho tâm trí tập trung và thư thái, cũng là một hình thức thiền. Các bộ y phấn tạo của Thích Minh Tuệ đều đẹp mắt và đặc sắc. Đó cũng có thể do ông đã vô tình bộc lộ khả năng phối màu của mình. Hạnh Đầu Đà cũng nói, người hành giả có thể ngủ ở bất cứ đâu. Ngủ ở nghĩa địa như các hành giả khổ hạnh là trải nghiệm không dễ gì trên đời mấy người có. Nó khiến người ta gan dạ hơn và có cơ hội nhìn thấu lẽ sinh tử. Trong khi chúng ta từ sáng sớm đã quay cuồng với các trách nhiệm của người làm con, làm cha, mẹ, vợ, chồng, nhân viên, sếp. Đang đi làm đã phải nghĩ đến bữa tối sẽ mua gì nấu ăn cho gia đình. Chủ nhật ngày nghỉ, phải lo dọn dẹp nhà cửa, giặt giũ, phơi phóng. Thì ông chẳng hề phải gánh bất cứ trách nhiệm gì. Chúng ta phải chờ vài tháng để có một kỳ nghỉ, sung sướng quăng hết công việc ra sau đầu để kéo nhau đi, đi gần như bất cứ đâu. Miễn là ra khỏi nhà trong vài ngày, không phải chợ búa, nấu nướng, giặt giũ và dọn dẹp, thì Thích Minh Tuệ thích ở thì ở, thích đi là đi. Cũng không phải sợ kẹt xe, tiền xăng, tiền tài xế, giá vé cao. Hai bàn chân ông đưa ông đến bất cứ đâu ông muốn đến. Trời ơi, một đời sống như thế, tự do như một linh hồn. Toàn bộ thời gian là của mình, không phải lo toan về bất cứ việc gì, không phải lo toan cho bất cứ người nào cả. 24/24, ta chỉ việc nghĩ đến bất cứ điều gì mình thích nghĩ. Không có đứa nào dạy dỗ hay đòi hỏi ta phải dậy sớm để thành công.
Không đứa nào đánh giá ta thiếu cẩn mẫn hay mơ mộng. Không chi bộ nào yêu cầu ta phải thanh liêm, đạo đức, nêu cao trách nhiệm, người đứng đầu. Ta chỉ có một ông sếp duy nhất, mà ông ấy thì bao giờ cũng hiền tử, thấu hiểu, bao dung và tỏ sáng mọi điều. Ta chỉ việc làm đúng những gì ông ấy dạy bảo, thậm chí không cần phản biện lại vì sao phải làm đúng như thế. Sư Minh Tuệ đã làm đúng như thế. Ông có đạt được an lạc hay không thì chỉ mình ông biết rõ. Và 6 năm có lẽ chưa đủ dài để kết luận ông sẽ tu học thành công, thành bậc chánh đẳng, chánh giác. Nhưng ít nhất cuộc sống của ông trong 6 năm qua, lòng tin chất phác và chân thành của ông đã giúp ông khiến rất nhiều người khác có dịp nhìn lại cuộc sống của mình và bớt được không ít lo âu. Khía cạnh nổi bật khác của đời tu khổ hạnh. Thích Minh Tuệ mà chính ông không hề nghĩ tới, nhưng rất nhiều người đồng tình là trở thành kính chiếu yêu, đánh rớt mặt nạ một đám trọc tham lam và dối trá trong giáo hội Phật giáo Việt Nam, thì đã rõ. Sẽ đạt những gì? Rất nhiều người trong chúng ta từng đi từ thiện thường xuyên. Hẳn quý vị còn nhớ lần đầu tiên mình mang một món quà gói cẩn thận đẹp mắt, đi tìm những người ăn mày, người vô gia cư đang nằm vùi nơi đầu đường xó chợ, dưới một mái hiên vắng để tận tay trao cho họ và chúc một lời may mắn. Hay lần đầu tiên cầm bàn tay cụt mất vài ngón của người bệnh nhân phong, vuốt ve và cắt móng tay cho họ. Đó là cảm giác bật mở trong ý thức rằng chúng ta tất cả đều là anh em, chúng ta tất cả đều bình đẳng. Chúng ta chủ yếu nhờ may mắn nên có được đời sống tốt hơn những người anh em này. Vì thế đừng khinh miệt họ. Và trong sức của mình, hãy giúp đỡ tha nhân, làm điều có ích cho xã hội để trả phần phước mà ta được nhận. Đó là cảm giác của một dòng nước nhỏ len lỏi nhiều ngày qua các bãi khô và sỏi đá, cô đơn và hoang mang. Rồi khoảnh khắc òa ra nhập vào biển bao la, từng tế bào trong thân đều ngỡ ngàng mừng vui trong sự giác ngộ rằng mỗi chúng ta thực ra đều là những giọt nước trong cùng biển nước, là những chiếc lá trên một thân cây. Cũng như thế, có lẽ với đa số người chưa bao giờ xuất gia tu tập giống như tôi, cảm giác của lần đầu tiên đứng yên lặng trước một ngôi nhà chờ người ta bố thí bữa ăn và đói no của mình trong suốt ngày đó phụ thuộc hoàn toàn vào họ, là cơ hội cho ta quan sát sự khiêm cung tận cùng, đồng thời cũng là sự thản nhiên tận cùng của chính bản thân. Đơn giản nhất, nhà này không cho thì mình đi tiếp xin nhà khác. Ta cần họ giúp, nhưng không phụ thuộc vào bất cứ ai. Trên con đường du hành, chúng ta sẽ đi qua vô số nơi, gặp vô số con người, chứng kiến vô số cảnh đời và sự vật, kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Gần như mỗi khoảnh khắc đều là những hạnh ngộ chỉ có thể ước, không có thể cầu. Những hạnh ngộ đó như những cánh cửa mở dần trên con đường tìm hiểu về bản thể, về con người, về cõi đời. Một cánh cửa mở ra rồi là trí và tâm đều tiến lên một bước mới, mãi mãi rời xa những tư duy, cảm thức cũ. Một đời sống như thế, chao ôi, bao nhiêu người ước mơ mà không thể thực hiện. Không thể nói việc tự tu thân của Thích Minh Tuệ sẽ không có ích cho ai, hay ai cũng như ông ấy, thì ai trồng lúa, ai dệt vải, ai giữ bình yên trên con đường du hành. Nếu quan sát và quan sát tốt, ông sẽ như một người bạn lớn có vô vàn điều hay ho về cuộc sống, về con người, về phong cảnh, về rất nhiều điều mà những người không có cơ hội trải nghiệm như ông không thể có được. Ông có sự bình tĩnh và bao dung sau nhiều năm du hành chạm mặt với đủ loại người, đủ loại trạng thái cảm xúc. Chỉ cần sự bình tĩnh và bao dung đó, ta đã có thể chia sẻ với ông nhiều điều thuộc về cảm xúc của một con người bình thường. Vì câu trả lời đúng thì nhiều người biết, nhưng tạo ra trạng thái đúng để thực hiện câu trả lời đó thì thậm khó, khó vô cùng. Người tạo ra trạng thái ấy cho nhiều người để họ tự tìm được giải pháp pháp cho mình được gọi là Phật, là Chúa, là Allah. À, tôi còn nói thêm với ba tôi câu này. Có lẽ con sẽ trải nghiệm việc khất thực, ăn ngày một bữa, du hành ban ngày và ngủ đêm cùng địa điểm. Nhưng con sẽ vào nhà nghỉ, tắm rửa và thay áo quần vì con sẽ không thể chịu đựng được việc ít nhất 15 ngày không tắm và không thay quần áo sạch. Con cũng có thể không dùng điện thoại, nhưng đọc sách và dùng giấy bút ghi chép những điều con trông thấy và cảm nghĩ thì chắc Phật đồng ý mà. Nếu thế, con nghĩ con có thể cùng du hành như vậy, ít nhất là một vòng Bắc Nam. Rồi con về, tiếp tục chăm sóc cha mẹ và con cái. Thỉnh thoảng khi điều kiện thuận lợi, con lại đi. Gia tài mỗi cái nói lời công điện. Những miếng vải rách để ta vứt nhặt
và khâu thành chiếc áo. Đôi chân trần và đầu trần đi khắp Bắc Nam. Điều gì thầy Thích Minh Tuệ cuốn hút người ta như thế? Điều gì làm cho đám đông vây quanh thầy như vậy? Điều gì làm cho bao nhiêu con người phải khóc và sấp mặt đảnh lễ? Quý vị và các bạn đang xem trên kênh Công giáo yêu thương. Kính chúc quý vị có nhiều sức khỏe, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa và mẹ Maria. Cộng đoàn phụng vụ thân mến, trong những ngày này, chúng ta thấy trên các trang mạng xã hội, nhất là ở trên YouTube, hình ảnh của thầy Thích Minh Tuệ tràn ngập. Các Phật tử không phải chỉ là những người gặp, mà ngay cả những người ở rất xa cũng đảnh lễ kính trọng. Thầy không có nhà lầu, không đi bằng xe hơi đắt tiền, cũng không trang bị bằng những bộ đồ lộng lẫy hàng hiệu, gia tài mỗi cái nói lời công điện. Những miếng vải rách người ta vứt nhặt và khâu thành chiếc áo. Đôi chân trần và đầu trần đi khắp Bắc Nam. Điều gì thầy Thích Minh Tuệ cuốn hút người ta như thế? Điều gì làm cho đám đông vây quanh thầy như vậy? Điều gì làm cho bao nhiêu con người phải khóc và sấp mặt đảnh lễ? Có nhiều lý do thưa cộng đoàn, nhưng con muốn chia sẻ với cộng đoàn một lý do thôi. Đó là sự khao khát tâm linh. Người ta muốn tìm kiếm một nẻo đường giải thoát. Người ta muốn tìm kiếm sự an lạc trong cuộc đời. Người ta muốn tìm hạnh phúc. Có lẽ nếu phỏng vấn thì cuộc đời này không biết bao nhiêu người sẽ quan niệm rằng hạnh phúc là giàu sang, hạnh phúc là quyền lực, hạnh phúc là tuổi trẻ, hạnh phúc là sức khỏe, hạnh phúc là sắc đẹp và những thứ khác người ta sở hữu. Thế nhưng mà tất cả những thứ ấy ta không thấy nơi thầy Minh Tuệ. Điều người ta cảm được là một sự buông bỏ đến lạ lùng, buông bỏ tất cả, kể cả mạng sống của mình. Sự buông bỏ ấy diễn tả một nỗi khao khát tâm linh, khao khát giải thoát. Và nếu ta nói với nhau bằng ngôn ngữ nhà đạo của mình, đó là sự khao khát nước trời, khao khát Thiên Chúa. Không gì có thể lấp đầy được sự khao khát ấy. Và hình ảnh thầy Minh Tuệ đang là làm cho bao nhiêu con tim rung động. Chúng ta không đi đầu trần chân đất được, và đó cũng không phải là nẻo đường chúng ta có thể bước. Nhưng chúng ta có một vị thầy đã đạt đến hạnh phúc tuyệt đối. Bởi vì thầy từ cha mà đến, thầy từ Chúa mà đến, thầy từ trời mà đến. Vị thầy ấy là Đức Giêsu Kitô, chỉ cho chúng ta con đường. Và chúng ta biết con đường ấy chúng ta không đi được một mình, chúng ta không đi được bằng sức riêng, chúng ta không đạt được nước trời chỉ bằng sự cố gắng, mà thầy đi trước dẫn chúng ta đi. Thầy đi trước, thầy kéo chúng ta về, và thầy đồng hành với chúng ta để có thể nói vác chúng ta như một tử vác chiên trên vai. Được biết Đức Kitô đó là một ân huệ vô cùng vĩ đại. Người Công giáo chúng ta nếu nói về sự hy sinh so với thầy Minh Tuệ xấu hổ, một năm ăn chay có 2 ngày, thứ tư lễ tro và thứ sáu tuần thánh, vậy mà khối người quên. Đi ở đường ai đó quẹt vào mình, ta sẵn sàng sững cổ ngay tức khắc. Trong nhà thờ ta quen một chỗ ngồi, ai đó ngồi mất chỗ của ta, khó chịu liền. Cái tôi của chúng ta vĩ đại.
đâu đã buông bỏ được. Thế nhưng mà chúng ta biết được Chúa Giêsu, Chúa vẫn cứ kiên nhẫn đợi chờ chúng ta. Con đường của Đức Giêsu nếu xét cho cùng cũng là sự buông bỏ. Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa không bảo là bỏ áo, bỏ quần, bỏ tiền, bỏ bạc, những cái đó phụ. Phụ. Chúa bảo bỏ là bỏ cái tôi của mình, bỏ chính bản thân của mình để theo Chúa. Ai muốn theo tôi hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Chúa Kitô đã bỏ trời cao, đã từ bỏ địa vị là con Thiên Chúa, vào trần gian mặc lấy xác phàm, dung nhan của Ngài bị khuất lấp, vương vị của Ngài bị che đi. Người ta chỉ còn bắt gặp một ông Giêsu giữa cuộc đời. Đó là thầy của chúng ta. Đấng đó đã mời gọi và chúng ta trở thành Kitô hữu, nghĩa là đi vào bước chân của thầy. Từ bỏ mới chỉ là một điều kiện mà thôi. Quan trọng là theo thầy. Ai muốn theo tôi, từ bỏ để theo. Và theo thầy, đó là lý tưởng của người Kitô hữu. Tạ ơn Chúa vì chúng ta đã theo Chúa. Có người 70-80 năm, có người vài 30 năm. Và hôm nay 14 anh chị của chúng ta đây bắt đầu theo Chúa. Có thể lý do theo Chúa của 14 anh chị đây khác nhau. Có người quen một cô gái bên đạo, có chị quen một anh chàng bên đạo, hoặc một lý do nào khác. Mà dẫu là lý do gì thì đó cũng chỉ là cái cớ. Cái cớ giống như kiểu một chàng trai tán cô gái vậy đó. Hôm qua tát nước đầu đình để quên chiếc áo trên cành hoa sen. Có được thì cho anh xin, hay là em để làm tin trong nhà. Chàng trai muốn gặp gỡ cô gái thì lại ngang qua chuyện tát nước. Có thể một cái cớ nào đó của duyên vợ chồng, để rồi Thiên Chúa đến gặp các anh chị. Thiên Chúa mời gọi các anh chị trở thành môn đệ, và các anh chị đã đáp lời. Trước đây, khi quyết định trở thành một Kitô hữu, các anh chị em dự tòng phải có một thời gian rất dài để học giáo lý. Và hơn thế nữa, phải từ bỏ rất nhiều thứ. Có những thứ nghề phải bỏ hẳn để được đổ nước rửa tội. Và khi trở thành Kitô hữu thì sống nếp sống của những người Kitô hữu. Các anh chị chắc chắn đã suy nghĩ chín chắn cho chọn lựa của mình. Và tôi tin rằng các anh chị đón nhận các bí tích khai tâm hôm nay không phải chỉ để lấy vợ lấy chồng, mà các anh chị đang thực tâm tìm kiếm hạnh phúc. Hạnh phúc ấy là được làm môn đệ của Chúa Kitô. Hạnh phúc ấy được trở thành con cái của Chúa. Hạnh phúc ấy là trở nên con cái của Hội Thánh. Tất cả những người đang hiện diện ở đây, và nói cách rộng hơn, tất cả mọi Kitô hữu trên khắp hoàn cầu này là anh chị em của chúng ta trong một gia đình đức tin. Cả đời để tạ ơn vì hồng ân là Kitô hữu cũng không đủ. Xin cho các anh chị hôm nay trở nên Kitô hữu thì suốt đời là Kitô hữu, suốt đời là chứng nhân, và suốt đời bước theo Thầy Chí Thánh để có được niềm vui không phải chỉ ở trần gian này, mà niềm vui bất diệt trong vương quốc Thiên Chúa hứa cho những ai tin vào Ngài. Hôm nay niềm vui ấy cũng nhân rộng ra bằng lòng biết ơn. Giáo xứ bày tỏ lòng tri ân với các cha đã phục vụ nơi giáo xứ này. Có người trên 10 năm, mà hầu hết đều là trên 10 năm cả. Cha Du Xe Cường, cha Doan Bautista Hiển, cha Francisco Xavier Nhật gắn bó với giáo xứ này trên 10 năm cả rồi, tận tụy với những công việc của tu viện và giáo xứ. Hôm nay cùng với các ngài, chúng ta tạ ơn Chúa và xin Chúa ban cho các cha luôn giữ được ngọn lửa nhiệt thành và dấn thân trong một môi trường mới, hầu làm cho nhiều người nhận biết danh của Chúa
nhiều người hăm hở trở nên môn đệ của Chúa Kitô. Giờ đây, xin các anh chị em dự tòng cùng với những người đỡ đầu tiến lên để chúng ta chuẩn bị cử hành các bí tích khai tâm.